Come on in there. Oh, 시원해. 어, 시원하지. 여기. 달라. 맛있어. 배고프니까 더 맛있어. Dương sỉ mình hái về xong rồi bắt nước lên cho nó sôi á, rồi bỏ vô mình luộc khoảng 5 phút, mình vớt ra rửa lại với nước lạnh, rồi mình ngâm qua đêm là mình có thể là ăn được liền. Ngồi kiểu gì? Ngồi kiểu gì vậy? Hả? Con chào cô chú đi. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Chào anh, chào chị, chào miền Nam. Xin chào các bạn yêu, xin chào các bạn yêu. Con ăn cái gì đó? Ăn năng xoài, nước mắm. Xoài mắm đường. Xoài mắm nè. Hôm nay Barbie chuẩn bị cái này là gân bò, bắp bò để mình nấu cái món canh dương sỉ Hàn Quốc. Đây, ở cái dương sỉ này là mình luộc sơ rồi mình ngâm với nước một đêm. Qua một đêm thì mình ăn, mình nấu mình ăn luôn. Nếu không ngâm nước thì nó sẽ bị đắng nha cả nhà. Ở đây là mình có giá, giá đậu xanh, rồi hành ba gô, nấm. Cái này là củ cải trắng. Này là nấm bào ngư, không phải, nấm đông cô. Rồi cái này là miến nè. Cái này là cái cọng miến để chuẩn bị cho cái món canh dương sỉ này ha. Thịt bò thì hôm nay mình chuẩn bị cái bắp bò. Bình thường ở Hàn Quốc thì người ta nấu bằng cái thịt nạc dăm. Nhưng mà mình thích ăn cái bắp bò. Rồi cái mình mua bắp bò nha cả nhà. Chứ người Hàn người ta không có nấu cái này nha. Người Hàn người ta nấu cái cục thịt nạc dăm. Mà cái cục thịt đó thì mình thấy nó không có ngon bằng cái bắp bò á, cho nên là mình thích cái gì thì mình nấu, mình bỏ vô cái đó ha. Còn cái này là cái gân bò. Gân bò à, nó ăn nó sừng sực nó dai dai á, mình thích, cho nên là mình bỏ hai cái loại này vô. Rồi à, cái phần giới thiệu là mình giới thiệu thôi vậy thôi, chứ mà nấu là ông Kim không nấu đó. Ông Kim bắt đầu là mình sẽ xắt thịt ra trước, xắt mỏng mỏng ra rồi mình nấu luôn cho nó nhanh ha. Nguyên một cái bắp bò thật là ngon luôn. Cái này là mình mua thịt bò của Hàn Quốc, nó rất là tươi, mà thịt bò Hàn Quốc thì nó ngon cả nhà, thịt nó đỏ au luôn nè, nhìn cái bắp bò rất là ngon luôn. Cái này là phần gân bò. Rồi bắt đầu mình bỏ dầu mè vô, dầu ăn. Thịt là mình phải xào trước, bỏ thịt với gân bò vào xào cùng. Đảo cho thịt bò nó đều tay rồi á, mình bỏ tất cả cái loại dao vào luôn.
Nêm một chút xíu tiêu, bột ớt. Mình lửa mình phải dặn nhỏ xuống để nó khét, ớt khét là không có được. Đảo đều tay rồi mình cho nước vào. Nước sôi quá rồi mình bỏ cây dương sỉ vô nha. Nấm đông cô luôn. Cái này là tỏi bầm. Cho rất là nhiều tỏi bầm vô. Nấu món Hàn là mình bỏ nhiều, rất là nhiều tỏi bầm cho nó thơm. Nêm gia vị. Cái này là nước tương. Một chút xíu bột ngọt. Cái này là muối. Bây giờ đấy mình thấy nó giống giúp ca trang rồi nè cả nhà thấy không? Giống giúp ca trang rồi đó, món thịt bò dương sỉ. Nó chín rồi mình bỏ giá vô nha. Cái này là giá đậu xanh. Bỏ miếng vô luôn. Bình thường nấu món Hàn mình hay bỏ giá đậu nành, nhưng mà cái món này, món giúp cái trang này thì mình phải bỏ giá đậu xanh. Cái này là mình bỏ trứng vô nữa nè. Trứng mình phải khuấy đều. Bỏ vô sau cùng. Trứng này mình bỏ vào mình không có được quậy lên, mình để yên vậy cho nó có miếng có tảng tảng. Ôi cái cô sa đi. Cái dương sỉ đó cả nhà. Thịt bò nè. Rất là ngon luôn. Mềm mềm. Đó, cái canh dương sỉ thịt bò giúp ca cha. Em còn có nhìn nha cô chú. Nè để mày lấy thịt bò. Con có nhìn nha cô chú. Ừ. Ăn của mình cả nhà ơi. Ăn cùng cả nhà ơi. Nè, con ăn đi. Thịt cái này là bắp bò đó Bi, ngon lắm. Nè, nó dài dài. Cái gân á nó dài dài. Tại có mốc quá. Ừ, cái này là miếng. Mẹ lấy miếng cho. Thịt miếng là cái này giá nè. Giá ra giá đậu xanh. Mẹ lấy cái này cho. Ừ. Đừng nghe, đừng nghe. Nè, ui. Trời ơi, quá nhiều luôn. Ngon, chà gã. Không có đi đâu. Đâu có. Cái này là dương sỉ. Dương sỉ con ăn đi, dương sỉ ăn nhiều tốt. Dương sỉ ăn tốt không cả nhà? Dương sỉ là không đẹp gì không? Sao không đẹp trời? Có xem không? Ngon. Trời ơi. Trời ơi, một chùm dương sỉ luôn. Có xem không? Xin chào một tạp thương mại xinh nể. Cái này là cái loại mình tự hái về mình luộc mình làm luôn, nó ngon nè cả nhà. Còn mà đi siêu thị mà mua bình thường á, nó có nhiều cái loại của Trung Quốc, có khi nó không có của Hàn. Ôi ngon quá. Ngon quá. Ở Hàn Quốc á, ở Chê Chu là dương sỉ nhiều nhất, ở trong đất liền nói nhiều. Dương sỉ là phải đặc sản Chê Chu. Cái bắp bò nó ngon. Má xích tờ. Apa. Ở trên này có bốn đây. Trên này rất kiểu bắt lắm, trên này rất kiểu lưu. Ây dồi, nè nè nè. Trời ơi, cái mặt kìa, để mày lấy ghế sang ghế mà chùi cho. Lấy ghế cho sữa mẹ. Được không? Đây mà chùi cho con không thấy đường đâu. Kiếm đá lên đi. Ngon quá. Hai đứa đi hái 3 ngày. Giống như nói tiếng là 3 ngày thôi, nhưng mà đi một lần đi khoảng 3 tiếng ra nha. Đi vòng vòng. Đi vòng vòng cái núi cạnh nhà mình nè. Ừ.
Tâm chua thoa cho. Cái dương sỉ này là nó có thêm mùi. Thám chua đi có thật thà xí. Nó có thêm mùa khoảng giữa tháng 4. Nó có khoảng 2 tuần là hết rồi, nó không có nhiều. Rồi cái mùa này là đi ra ngoài là người ta đi hái nhiều lắm luôn. Giống như mấy bà, cái nhà mấy bà lớn tuổi á, người ta hái người ta ăn này không thôi người ta đi bán á. Tại cái này nó phải mọc trong rừng, trong núi, chứ những cánh đồng. Mà đặc biệt là trên núi thì nó mọc nhiều nhất. Leo núi cực lắm, cây cỏ này cực lắm nhưng mà vui cả nhà. Em ơi, 우리 영상을 찍은 건 잠깐 지금 3일 동안. 아이고, 온몸이 다 아파. Quay video thì có một đoạn ngắn vậy đó chứ. Chứ mà thật sự là hai chồng mình đi tới tới 3 lần là 3 ngày. Cô chú ơi, mẹ ban mình mà quay clip chút xíu mà lấy dao là mấy tiếng mấy phút cô chú biết không cô chú? 3 tiếng, 5 tiếng à. Đi một lần phải không? Khoảng 3-4 tiếng đi một ngày á. Chưa xế đi rồi đi tới chiều. Nhưng mà đi cái có cái là mình đi hai chồng đi á, đi như vậy á cũng vui cả nhà, kiểu như là mình vừa leo núi luôn. Bình thường nếu không có dương sỉ mình đâu có leo núi đâu, mà có thì mình leo lên chỉnh, mình vừa hái cái này gian nè mà vừa được leo núi. Lên trên núi á, cái không khí nó rất là trong lành luôn, rồi được ngắm cảnh nữa. Trên đó có chỗ thì nó trống trơn gì đó, còn có những chỗ có cây này, cây kia bự á, xuống gốc cây ngồi. Nói chung là nó cũng gắn kết tình cảm nữa, hai chồng đi vậy á, nó làm cũng có cái kỷ niệm nữa. Nè, na đang chưa ốc mạnh hết chị. Cô xin cảm ơn nhé. Chân này, kìl 몰라서 mà hèn sân 올라가고 막 부르고. Yeah. 이거 이름 뭔지 알아? 음식 이름? 응. 뭐야? 고사리국. 아니야. 간 dương sĩ. 뭐예요? 육개장. 아, 내가 비 thích 육개장, nó nhớ không? 나 육개장 싫어했는데. 나 언제 육개장 좋아한다고? 어, 라면도 육개장. 아. 그때 육지. 나 육개장 라면을 좋아하는 건데. 아니, 그리고 육지에서도 육개장 사달라고 그랬잖아, 재현이가. 징징거렸잖아요. 육개장 먹고 싶다고. 그 육개장이야 이게. 영아, 육개장 면을 먹고 싶다는데. 우리는 안 와요. 우리가 라고 bỏ cái cộng dương sĩ nhiều vậy đâu. Mình tự nấu mình bỏ nhiều vậy á. Với lại thịt bò á, người ta xé, người ta làm, người ta luộc, nấu cho nó nhừ, xé là mỏng mỏng à. Chứ đâu có làm nhiều thịt bò vậy sao bán có lời. Ở quán ăn là đa số là của Trung Quốc. Dương sỉ này á, phơi khô 1kg tầm 2 triệu á cả nhà, mắc lắm. Mà 1kg thì nó cũng nhiều. Tầm mười mấy ký tươi chắc mới được 1kg khô á. Ồ, 부드럽고 향도 좋네. 맛있어. Tâm chưa tôi hay chờ. Hình đưa rồi. Chạy thư sang cắt hai mình đại chị. Có ăn hết cơm đi con. Có ăn hết cơm. À ba, con mắt. Ba là cú con. Ba. Ba là đồ cú con. Chanin은 누구 거? 아빠 거. 어. 맘마. 아, 천이 이제 그만 먹어. 빵 끊어. 안 할 끊어. 천이 이제 이면 너무 치겨워.
Nghe hát nhạc sĩ mê lắm cả nhà. Cái gọng nó bự bự không mà. Bà nó ở dưới đất nó mọc lên á. Ở dưới đất nó mọc lên chỉa chỉa vậy nè. Nhìn thấy ham. Cộng nào cộng nấy bằng ngón tay vậy. Em ơi. Cô sao đi mà nhìn mọc ô. Bà nó chúc cung. Bà nhìn mọc cá. Mẹ ạ, bé ăn gì rồi mẹ? Ăn nhiều cho mẹ. Dương sĩ á, ăn thì nó tốt, nhưng mà đàn ông á, không có tốt. Đàn ông thì ăn nhiều dương sĩ xấu cái đó, cái giống như là bị yếu á cả nhà. Nhưng mà phải ăn nhiều. Chứ lâu lâu ăn lần mình nghĩ chắc nó đâu có kết quả. Cho nên là Barbie đó không có thích ăn nhiều. Lâu lâu ăn lần thì được. Chứ mà nếu mà ngày nào cũng kêu ăn thì chắc không ăn rồi. Hoặc là một tháng vô ăn lần thì chắc không ăn rồi. Lâu lâu mới ăn. Trời lên leo lên nước cũng cực lắm cả nhà. Cái đoạn đó không quay ha. Nó nằm hơi nghiêng nghiêng vậy đó. Leo lên đâu có gì đâu, nắm cỏ. Mình thì nhẹ đỡ, Barbie mình không cho Barbie leo nhiều. Leo sợ té. Trên trong số. Sư man đờ. Ở Jeju có nhiều rắn lắm. Có nhiều rắn lắm. Đi hái này đó là đầu tháng 5 là người ta không hái nữa. Tại vì lúc đó là rắn nó ra nhiều cả nhà. Papa. Ừ. 우리나라에 꽃뱀도 있어요. 응. 꽃뱀이요. 물린산에 있는데. 응. 꽃뱀? 응. 꽃뱀 본 사람도 있고. 어이. 물린 사람이 당연히 보겠죠. 꽃뱀만 물리는 사람은 응. 100% 남자만 물려. 어 맞아요. 전 남자 물렸었어요. 그래서 어쩐지. 40년대에도 있대요. 어휴. 40년대 물린 사람 있어요. 어휴. 그 어쩐지 내가 그거. 맞아? 어. 아빠 어휴. 꽃뱀은요 나쁜 게 있어요. 꽃을 다 먹어요. 베나나. 나비꽃도 있어요. 베나나 아직 좋았어. có rắn hoa, có nhiều rắn hoa đó, mà còn rắn hoa, cái từ cobem ở Hàn Quốc là kêu bằng giống như kiểu phụ nữ mà quen người yêu là muốn moi tiền của người yêu là kêu bằng cobem, là ở Hàn Quốc mà bây giờ nói cobem nó không biết được, nó nói rắn hoa, và cái từ rắn hoa giống như nó có nhiều nghĩa nha. Cái này là phải tuần sau đi hái nữa. Đi hái xong mình phơi khô. Mình luộc xong rồi mình phơi khô cả nhà. Ôi trời. Luộc xong rồi rửa lại nước lạnh nha, xong rồi phơi nắng cả nắng phơi khoảng 2 ngày là nó khô gan lại luôn á. Nó cứng lại luôn á. Xong rồi bỏ vô bịch, bỏ vô tủ ngăn đá mình bảo quản mình ăn hoài luôn á. Tới năm sau mình hái nữa mình ăn nữa vậy á. Kìa, xin chào đi. 친절한 믿고 줘 바빠 해드세요 흠흠 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 흠흠